Thanh Vân khoe khách VIP ăn sinh nhật con, Bảo Duy chạnh lòng. Nữ diễn viên, người mẫu đã quyết định đưa mẹ cùng bạn bè thân ra thành phố biển Vũng Tàu để tổ chức tiệc thôi nôi ấm cúng dành cho con trai. Trong tâm bão của cuộc ly hôn ầm ĩ, chiều tối qua, Phi Thanh Vân cùng người thân và bạn bè đã quyết định tổ chức tiệc thôi nôi ấm cúng dành cho con trai Tấn Đức. Phi Thanh Vân cho biết cô rất thương con trai mình và nhân dịp con tròn 1 tuổi, cô muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm áp, mang đậm không khí gia đình. Buổi tiệc không có nhiều khách mời, chỉ có mẹ, con trai cùng những người bạn thân thiết trên dưới khoảng 10 năm của Phi Thanh Vân. Ca sĩ Đoan Trường là ba nuôi của bé Tấn Đức đã có mặt bên cạnh Phi Thanh Vân những lúc cô buồn bã nhất. Nam ca sĩ cho biết mặc dù công việc bận rộn nhưng khi thấy Phi Thanh Vân gặp chuyện buồn và cần có người chuyện trò tâm sự, anh thu xếp để có mặt bên cạnh. Tình bạn giữa anh và Phi Thanh Vân lâu dài hơn 10 năm. Bé Tấn Đức cũng rất quấn quýt với ba Đoan Trường. Cậu bé hiện đang được Phi Thanh Vân cùng mẹ và người vú nuôi chăm sóc chu đáo. Đã lớn tuổi và đáng lẽ phải nghỉ ngơi, nhưng mẹ của Phi Thanh Vân vẫn dành thời gian để chơi và chăm sóc cháu. Bà tiết lộ rằng những ngày qua Phi Thanh Vân buồn rất nhiều và khi con buồn muốn đi chơi xa với gia đình thì bà luôn cố gắng thu xếp để ở bên cạnh con. Thời gian này, Phi Thanh Vân hầu như tránh nghe các cuộc điện thoại lạ và cô tạm các công việc sang một bên, giao cho các nhân viên thực hiện. Phi Thanh Vân tâm sự, mỗi khi buồn cô lại muốn đi đâu đó để khuây khỏa và những chuyến đi như vậy thường có người thân và bạn bè ở bên cạnh. Từ sau khi xảy ra sóng gió trong hôn nhân với người chồng trẻ, Phi Thanh Vân đã tạm lánh thành phố Hồ Chí Minh đến mấy lần, tìm về Nha Trang hoặc Vũng Tàu để giải khuây bên người thân và bạn bè. Phi Thanh Vân cười tươi rói trong một vài khoảnh khắc của buổi tiệc thôi nôi của con. Và cũng rất nhanh chóng sau đó cô tủi thân, nén nước mắt. Ca sĩ Đoan Trường và những người bạn thân thiết của Phi Thanh Vân cho biết, sau buổi tiệc thôi nôi, thay vì xuống biển đùa vui cùng với mọi người thì Phi Thanh Vân âm thầm vào phòng khóc. Tưởng chừng rất mạnh mẽ, nhưng Phi Thanh Vân rõ ràng là một cô gái vô cùng mềm yếu. Một người bạn của Phi Thanh Vân cho biết, chỗ dựa tinh thần của Phi Thanh Vân lúc này là mẹ, cậu con trai kháu khỉnh và những người bạn của mình.